Happy birthday Giờ mới viết bất tiện hả? Ok. là mình không học trên room mà thầy. Ừ, trên đâu em? Room á, room á. Room là sao? Trên cái room, app room á thầy. Áp Zoom trên này á hả? Trên cái Gabo luôn á hả? Ngoài cũng có mà thầy. Room là cái gì em? Thầy không hiểu. Kia ZOOM Can ZOOM. Nó đại loại là nếu mà có bản quyền á, thì mới dùng được em. Ủa thì mình đang dùng cái đó, còn gì nữa em? Thì mình dùng dùng Zoom mà. Mình đang dùng nó Zoom. lạ ta. Trời, mình đang dùng Zoom đó em. Rồi ok em, đọc cái này lên cho thầy. Can you dream? Can you gì? You turn Rồi, tiếp đi em, xuống actually? dưới. Yes, I can. Can you? No, I can't. Really? That too bad. That's too bad. That's too bad. Ok, đọc cái này lên em. I can draw that great. I can draw that I too. can't draw. I can draw that too bad. Rồi ok em. Rồi giờ nhìn xuống dưới đây. Rồi giờ thầy là A, em là B. Can you dance? Actually, yes, I can. Yes, I Yes, I can. Really? That's so good. can. That's break em. Sao em không That's dùng đi? great. Mới nó mới chỉ xong nè. Rồi em là A, thầy là B. Can you speak Korea? No, actually I can. I can. Can you? Yes, I can. Can. Yes, I can em, không có I can. Yes, can. Can. Ừ. Can. Yes, I can. Really, that's great. Rồi đổi lại Oh. thầy là A, em là B. Can you ski? Actually, no, Sai. can. Can you ski? Actually, though, I can. Sai. Em kêu no mà. I can Can you ski? actually low. I can. Nói Can 10 lần đi em you cho nhớ. Nói 10 lần đi. Actually, no, I can't. Nói đi em. buồn quá à. Thế cái lại mắc cái bệnh này Nhanh đi em. Can Dạ thưa thầy. ski? Can you Can ski? Yes, I can. ski? Hồi nãy em kêu no thì là can. Còn giờ em kêu yes là can. Trời ơi, sao tiếng Anh lại sinh ra hai cái từ giống nhau này trời. Cái này là Làm sao mà nó giống nhau được em? can. Ồ, lúc lá lá giống nhau mà thấy cũng giống với tay trái tay phải, là em bị nhầm nhầm giữa tay trái và tay phải. Trời ơi là trời, đọc khác có chút xíu thôi mà. Thì để ý khi nào mình nói mình phải để ý chút xíu thôi là được rồi. Ok Ok, nói đi, nhanh đi. yes, I can. Trời.
Actually, yes, I can you? Nói đi. Actually, yes, I can. Can you? No, I Really, that's too bad. can't. That's That's too bad. too Can you? Actually, I can't. No, I can. No, thì là I No thì là I can't. Can. Though can you? What are you doing now? Hỏi tiếp em. Đừng lộn nữa nha em. Vâng, lần này em sẽ không nộ đâu thầy. What are you doing now? What's wrong? Ừ. Rồi em là A, thầy là B. Can you sing? Actually, I can. No, I can't. Can you? Though I can. No, I can't. Really? That's too bad. Rồi. Thank you. Ok, tiếp nè. Can you cook? Actually, yes, I can. Can you? Yes, I can. I can make instant noodle. That's so great. That's right, được chưa? That's great. Rồi. Giờ em nhìn vô đây. Từ 12 chữ này, thấy không? That. Ừ. Giờ em nói là can, I can sing, I can dance. Nói tới 12 thôi, thôi. I can. Được không em? Nhưng mà trước I khi can't. nên That. trước khi mà em nói á thì em nói là what can you do? What can you do? What can I do đi? What can I do? What can I do? I can sing. I can sing. Rồi, what can I do? Okay, thầy. What can I do? I I can can sing. and I can dance. I can dance. What Dance, can dance, dance. dance? Dance. Tiếp đi em. What can I do? I can swim. What can I do? I can play the guitar, play piano, Violin violin. em. Trời ơi. Để ý xíu đi nào. Sorry, sir. Ok, nói tiếp đi em, nói tiếp What cho qua. can I do? What can? Chứ không có what What can. can I do? I can ski. What can I do? I can cook. What can I do? I can sew. What can I do? I can lick. What can I do? I can talk. What can I do? I can Pen, pen. paint. What can I do? I can drive. Drive. What drive? What can I do? I can fix things. Rồi ok. Giờ đơn giản lắm. Giờ em nói lại what can I do well? Rồi I can sing well.
Rồi xong, nói tiếp 12 chữ. Nói tiếp cho quen em. What can I do well? I can sing well. What can Thôi thôi, I khoan, ngưng ngưng ngưng. What can I do well? Được không? Rồi thì em nói do? là I can sing and dance well. Rồi, nói vậy luôn đi cho nhanh. I can I sing and dance well. can sing and Dance, dance well, dance. but can dance well. What can I do well? I can swim and play the guitar, play the violin, violin Nữa. well. Ừ, đúng rồi. What can I do well? I can ski and cook well. What can I do well? I can sew and knit well. What can I do well? I can draw and paint well. What can I do well? I can Drive, drive. dry and fishing well. Ok. Mở cửa giùm con cái mẹ. Ok. Ồ, rồi bây giờ đổi thành là What can you do? What can you do? What can you do? What What can I do? can Chứ thầy nhầm. you What can? do? What can I do? What can I do? I can sing and dance. What can I thở ra sao lưng thầy có bóng người kìa. What can I do? I can swim and play guitar and I can play. nha em, I can nha. I can play the guitar and the violin. What can I do? I can ski and cook. What can I do? I can sew and knit. What can I do? I can draw and paint. What can I do? I can drive and fitting. Rồi, giờ nó có tôi nè, bạn nè, anh ấy, cô ấy, họ, bọn họ, chúng tôi, mẹ tôi, bố tôi, ông nội tôi, cô tôi, được chưa? Ừ, em tự em hỏi đi, hỏi thôi, đặt câu hỏi thôi, được không? Họ hỏi là Tôi, hỏi gì? ai Hỏi nè, you, we, I, you, we, they, he, she. It, he, she, được chưa? My mother, my father, my sister, my uncle, my aunt. Được không em? My grandfather, my grandmother. Rồi, được không em? Rồi, what can I do well? Rồi, tiếp đi em. What can I do well? Dùng mấy cái này vô. What can Gì? I do well? Ghê vậy, mấy giờ rồi mà ngáp ghê vậy? Trời Thiệt ơi, 10 giờ. luôn hả? Chứ sao bữa What cái à, thôi được rồi, làm đi. thầy thầy phải cười á, thầy đừng nằm mà nằm mặt kia mà hầm 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 Gì mà sợ? Trời, mạnh mẽ lên đi, trời ơi. Nói chung là thầy muốn em tự em ngộ ra chứ không phải là tự nhiên mà thầy bắt em. Nói chung thì lâu lâu phải kiểu như, tại vì thầy không có tiền đi học ngoài nên là thầy tự mò hết á, cho nên là thầy cũng muốn học sinh mình phải tự mò chứ không phải không, tự mò ra em kiểu vậy. Rồi làm đi nè. What can I do? What can I do? What can you do? What can we do? What Rồi. can they do? Nói nhanh What lên. can he do? What What can can she do? he do?
What can he do? Ủa, em tưởng là động từ số ít là phải đổi nhỉ? Không, cái sau chữ can không có thêm nữa. Em từ sao được? What can he do? Đây What đó. can biết tí nữa lần nữa. What can she do? What can mother do? What can my mother Cười. What can my mother do? What can my father do? What can my sister do? What can my uncle do? What can my auntie do? Only uncle. What uncle anh cô? do? What can my grandfather do? What can my grandmother do? What can my aunt do nữa? What can my aunt do? Rồi giờ đổi lại can được chưa? Đổi thành can. Nói đi. Chỗ. What What can I do? What can you do? What can we do? What can they do? What can he do? What can she do? What can my mother do? What can my father do? What can sister do? What can my uncle do? What can my grandfather do? What can my grandmother What do? can What my, can what can gì? Còn cái này nữa chưa nó. my aunt What can? my sister do? Rồi ok. What can your mother do? What can mother do? What can My your mother, she can sing and dance. Does she often go to a bar? What does this mean? What can so where do you where does she usually dance? Where does she usually dance? Where do à Where see where the see dance does in she usually the dance? em á. Where the your mother usually dance? She dance in the free time. She dances. She dances in the free time. In her free time mà thầy hỏi là In where chứ không phải là her. when. Thầy hỏi là where. Where Where does she usually dance? she dance in She the dances. she dances in the bathroom. Rồi ok. Rồi nói hết những từ hôm nay mình học là được nè. Rồi nghỉ. Hôm nay học thầy sing Đọc thành tiếng dance nha. sing dance swim play guitar violin Đọc key lộn nữa thôi luôn nha. hook shoe leg jaw hand driver drive fisting. Rồi. Tom sing well, Ryan sing badly. Có thể là Verse. gì? Có thể là gì? Có thể là can. Không thể là. Can. Rồi. Bye bye Chin Ha, good night. Trời ơi, thay đổi em sớm dữ trời. Ủa 8 giờ rồi. Còn 1 phút nữa nha thầy Thầy ơi. bận đi, thầy bận đang bận đi em. Bye Đúng bye rồi, em, bye. bye bye em thầy.